AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến, cô Hạnh lại quay lại và đồng hành cùng các bạn trong bài số 6 của phần đại số đây. Và ở bài học ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng đi nhau đi tìm hiểu về phép cộng các phân tử đại số rồi đúng không nào? Vậy thì phép trừ nó giống, phép trừ hai phân tử thì nó giống và khác so với phép cộng như thế nào? Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào bài 6 ngày hôm nay nhé. Và trước khi vào bài mới thì cô sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ. Bây giờ câu hỏi của chúng ta như sau, đó là các bạn hãy phát biểu quy tắc cộng hai phân tử cùng mẫu, hai phân tử khác mẫu. À vậy thì chúng ta sẽ thử là gì? Nhẩm lại xem là mình đã thuộc cái quy tắc này hay chưa nhá. Đầu tiên là quy tắc cộng hai phân tử có cùng mẫu. À thì chúng ta qua bài hôm trước thì chúng ta cũng đã thấy là gì? Cộng hai phân tử cùng mẫu thì nó tương tự giống như cộng hai phân số cùng mẫu đúng không nào? Chúng ta sẽ đi cộng tử số và giữ nguyên mẫu số. Đó, không khác gì cả. Tiếp theo là gì? Cộng hai phân tử mà khác mẫu thì cũng tương tự giống như cộng hai phân tử, cộng hai phân số khác mẫu đúng không nào? Đó là việc đầu tiên chúng ta phải đi quy đồng mẫu thức. Đó, tức là đưa các cái mẫu của các phân tử về giống nhau. Sau đó thì chúng ta lại quay trở lại cái quy tắc đầu tiên, đó là cộng hai phân tử cùng mẫu đúng không nào? Rồi, đó. Rồi, đó là quy tắc cộng hai phân tử cùng mẫu và cộng hai quy tắc khác mẫu. Bây giờ sẽ là câu trả lời của chúng ta. Đó, muốn cộng hai phân tử cùng mẫu thức thì ta sẽ cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. Còn muốn cộng hai phân tử có mẫu thức khác nhau thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải đi quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân tử có cùng mẫu vừa tìm được. Đó. Bây giờ các bạn sẽ áp dụng cái quy tắc này để làm cho cô cái phần áp dụng như sau nhé. Là các bạn sẽ làm cho cô tính cộng 3x chia x cộng 1 cộng với trừ 3x chia x cộng 1. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy này, 3x chia x cộng 1 cộng trừ 3x chia x cộng 1, đây là phép cộng hai phân tử có cùng mẫu thức. Đó. Mẫu ở đây là x cộng 1 giống nhau rồi. Vậy chúng ta sẽ chỉ việc đi cộng tử và giữ nguyên mẫu. Đây, cô sẽ có là 3x cộng với âm 3x. Tất cả chia cho mẫu sẽ là x cộng 1. Vậy chúng ta sẽ thu được kết quả bằng bao nhiêu? À trên tử thì 3x cộng trừ 3x thì sẽ bằng 0. Chia trong mẫu là x cộng 1. Vậy kết quả sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? À bằng 0. Vậy bây giờ các bạn sẽ quan sát cho cô này. Là 3x chia x cộng 1 cộng với trừ 3x chia x cộng 1. Tổng của hai phân tử này bằng 0. Đúng không? Vậy thì những cái phân tử mà có tổng, tức là tổng của hai phân tử mà bằng 0 thì người ta gọi hai phân tử đó là hai phân tử đối nhau. Vậy thế nào là hai phân tử đối nhau? Cũng như là chúng ta sẽ thấy là gì? Hôm trước chúng ta đã được học về phép cộng hai phân tử rồi đúng không nào? Vậy thì phép trừ hai phân tử nó có giống và khác so với phép cộng hai phân tử như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài ngày hôm nay nhé. Đó là bài số 6, là phép trừ các phân tử đại số. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1, đó là phần phân tử đối. À vậy vừa rồi cô đã lấy được cái ví dụ và cô đã giới thiệu cho các em rằng là cái phân tử 3x chia x cộng 1 và phân tử trừ 3x chia x cộng 1 là hai phân tử đối nhau đúng không nào? Vậy thì thế nào là phân tử đối? Thì bây giờ cô sẽ đưa ra định nghĩa nhé. Đó là gì? Hai phân tử được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. À vừa rồi chúng ta đã thấy là 3x chia cho x cộng 1 cộng với trừ 3x chia x cộng 1 thì sẽ bằng 0 đúng không nào? Vậy khi đó hai phân tử đó chúng ta gọi là hai phân tử đối nhau. Và một cách tổng quát thì chúng ta sẽ có như sau này. Phân tử A trên B sẽ có phân tử đối là trừ A trên B. Vì sao? Vì A trên B cộng với trừ A trên B là bằng 0, đúng chưa? Vậy tức là trừ A trên B là phân tử đối của phân tử A trên B. Đó. Tương tự như thế thì các bạn sẽ tự lấy cho cô thêm một số cái ví dụ nữa nhé. Về cái phân tử đối, đúng không nào? Vậy bây giờ cô lại có như sau. Cô nói rằng là phép
trừ hai phân thức đại số thì thực chất chính là phép cộng hai phân thức đại số. Vậy câu nói của cô như vậy đúng hay sai? Vậy thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ xét cho cô vào cái phần thứ hai, đó là phần phép trừ nhá. Phép trừ này, và bây giờ cô sẽ có quy tắc thì các bạn sẽ thấy này. Ví dụ cô có cái phân thức là A trên B mà trừ đi phân thức C trên D, đúng không? Thì thực chất là gì? Chính là bằng phân thức A trên B cộng với phân thức đối của phân thức C trên D, đó là trừ C trên D, đúng không? Này cô sẽ viết ra được như sau này. Các bạn sẽ thấy cho cô A trên B mà trừ đi phân thức C trên D như thế này, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bằng này, A trên B đó, trừ của C trên D. Trừ đi một số thì tức là cộng với số đối của số đó, đúng không nào? Nhưng mà số đối của số C trên D thì chính là gì? Trừ C trên D. Đó. Vậy thì chúng ta, cô vừa đã đưa cái phép trừ này thành phép cộng. Đó. Vậy thì mà chúng ta lại phép cộng hai phân thức thì các bạn lại biết cách làm rồi, đúng không? Dựa theo cái quy tắc mà cô đã nói lại ở trong cái phần kiểm tra bài cũ, đúng không nào? Đó, vậy thì phép trừ hai phân thức lại rất là dễ, đúng không? Đó, bây giờ cô sẽ có quy tắc nhé. Muốn trừ phân thức A trên B cho phân thức C trên D thì ta sẽ cộng phân thức A trên B với phân thức đối của C trên D. Đây, A trên B mà trừ đi C trên D thì sẽ bằng A trên B cộng với số đối của C trên D, tức là gì? Trừ C trên D. Đó, được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn sẽ vận dụng và làm cho cô phần hỏi chấm 3. Đó là làm tính trừ phân thức x cộng 3 chia x bình phương trừ 1 trừ đi x cộng 1 chia x bình phương trừ x. Đó. Vậy bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài này như sau. Trước hết cô viết lại hai phân thức này. X cộng 3 chia cho x bình phương trừ đi 1 này trừ đi x cộng 1, tất cả chia cho x bình phương trừ đi x. Vậy trước hết cô sẽ có này, đây là phép trừ hai phân thức, thì bây giờ cô sẽ biến đổi nó về phép cộng bằng cách là gì? Đây, cô viết nguyên thằng x cộng 3 này chia cho x bình trừ 1 trừ đi phân thức x cộng 1 chia x bình trừ x, thì tức là cộng với phân thức nào các em? Trừ của, đây, thằng này cô sẽ viết là dấu ngoặc vuông nhá, trừ của x cộng 1 chia cho x bình trừ đi x. Rồi, đó, bây giờ chúng ta thấy là cô sẽ lại biến đổi như sau. Thằng này là x cộng 3 này chia cho x bình trừ đi 1 cộng với, rồi bây giờ cô sẽ phá ngoặc ở trên tử này nhá. Cô sẽ phá hai cái ngoặc này đồng thời này. Phá ngoặc này có dấu trừ đằng trước thì chúng ta sẽ phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc, đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ có, ở đây cô sẽ viết nguyên đi, sẽ là x cộng với 1, cô phá ngoặc vuông thôi, tất cả chia cho x bình trừ đi x. Đó, bây giờ chúng ta thấy đây là phép cộng hai phân thức, và hai phân thức này thì không cùng mẫu. Vậy trước hết chúng ta sẽ phải đi quy đồng mẫu trước, đúng không? Đến đây cô sẽ được là bằng này. Để quy đồng mẫu được thì bước đầu tiên cô phải phân tích các mẫu này thành nhân tử nhá. Đây, x cộng 3 là tử, cô vẫn viết nguyên. X bình trừ 1 thì cô có thể phân tích được thành x cộng 1 nhân x trừ 1. Vì sao? Vì x bình trừ đi 1 là hằng đẳng thức số 3, đúng không? Rồi, cộng với trừ đi x cộng 1 ở trên tử này, chia cho mẫu này, x bình trừ đi x, thì cô sẽ đặt nhân tử chung là x ra ngoài. Thì ở trong sẽ còn bao nhiêu các em nhỉ? Sẽ còn x trừ đi 1 này. Rồi, vậy đến đây các bạn sẽ xác định được cho cô mẫu thức chung của hai cái phân thức này là bao nhiêu các em? Sẽ là x nhân x trừ 1 nhân x cộng 1, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của phân thức này với nhân tử phụ sẽ là x. Đó. Còn nhân cả tử và mẫu của phân thức này với x cộng 1, đúng chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ tiến hành nhân nhé. Bằng này, x cộng 3, tất cả nhân với x, chia cho mẫu của chúng ta là x cộng 1 này, nhân với x trừ 1, nhân với x ở dưới.
Rồi, cộng với, ở đây nhân cả tử và mẫu với x cộng 1 này. Chia cho mẫu bây giờ sẽ là bao nhiêu? À, là x nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Vậy đến đây chúng ta sẽ có là bằng bao nhiêu? Rồi, hai phân thức cùng mẫu rồi, để cộng được hai phân thức này, chúng ta sẽ cộng tử và giữ nguyên mẫu. Bây giờ cô sẽ có được như sau nhé. Bằng này, đây, tử của chúng ta là x cộng 3 nhân với x. Cộng tử thì cộng của dấu âm này thì bây giờ chúng ta sẽ được viết thành dấu trừ này nhá. Đây, cộng thằng này thì tức là chúng ta sẽ bê nguyên thằng này ra, trừ đi này, x cộng 1. X cộng 1 mà nhân với x cộng 1 thì chính là bằng x cộng 1 tất cả mũ 2, đúng không? Rồi, tất cả chia cho mẫu bây giờ là x nhân với x trừ 1 nhân với x cộng 1. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ khai triển tử thức này ra để đi rút gọn nhé. Vậy bây giờ cô sẽ nhân ra này. Này sẽ bằng bao nhiêu? Đây, cô tiếp tục cho bằng ở đây này. Bằng x cộng 3 nhân x thì x nhân x là x bình phương. Tiếp theo, 3 nhân x là dương 3x. Đây là cộng 3x này. Rồi, bây giờ là trừ đi x cộng 1 tất cả bình. À, bây giờ chúng ta sẽ che dấu trừ này trước này. X cộng 1 tất cả bình thì nó sẽ bằng x bình phương cộng 2x cộng 1, đúng không? Có dấu cộng hết này. Nhưng mà ở đây phá ngoặc mà có dấu trừ đằng trước thì chúng ta phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc. Thì tức là bây giờ sẽ bằng là gì? Trừ x bình trừ 2x trừ 1. Đó. Trừ x bình này, trừ 2x trừ đi 1. Đó là trên tử. Và dưới mẫu thì sẽ là x nhân x trừ 1 nhân x cộng 1. Rồi bây giờ sẽ bằng này. X bình trừ đi x bình bằng 0. 3x trừ đi 2x thì còn x. Rồi còn trừ 1 cô viết nguyên. Chia cho mẫu là x nhân x trừ 1 nhân x cộng 1 này. Vậy kết quả chúng ta sẽ rút gọn được bằng bao nhiêu? À, trên tử và dưới mẫu thì có nhân tử chung là x trừ 1. Vậy cô sẽ chia cả tử và mẫu của phân thức này cho x trừ 1. Thì trên tử chúng ta sẽ có 1. Và dưới mẫu sẽ còn x nhân với x cộng 1. Đó. Vậy vừa rồi cô đã đi thực hiện phép trừ hai phân thức. Đó là x cộng 3 chia x bình trừ 1 trừ đi phân thức x cộng 1 chia x bình trừ x. Đó. Vậy thì qua đây các bạn sẽ thấy rằng là thực chất của phép trừ hai phân thức thì chúng ta có thể đưa nó biến đổi về phép cộng hai phân thức theo cái hai cái quy tắc mà chúng ta đã được học rồi, đúng không nào? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho cô bài hỏi chấm 4 nhé. Hỏi chấm 4 này, thực hiện phép tính x cộng 2 chia x trừ 1 trừ x trừ 9 chia 1 trừ x trừ đi x trừ 9 chia 1 trừ x. Vậy bây giờ để thực hiện được phép tính này thì cô sẽ có hai cách như sau. Cách số 1 là cô sẽ tuân thủ theo cái thứ tự thực hiện phép tính là cô sẽ làm từ trái qua phải này. À, cô sẽ làm sao? Cô sẽ đi thực hiện tính cái kết quả của phân thức số 1 này trừ đi phân thức số 2. Sau đó bước số 2 được kết quả bao nhiêu thì cô lại đi đem trừ cho phân thức số 3. Được chưa? Đó là cách số 1. Còn cách số 2 thì cô sẽ biến đổi như sau. Cô sẽ nhìn thấy ở đây ba phân thức này thì ở đằng phân thức này có mẫu là x trừ 1. Phân thức số 2 này thì có mẫu là 1 trừ x. Và phân thức này thì cũng có mẫu là 1 trừ x. Vậy cô sẽ đi biến đổi một lần để sao cho cả ba phân thức này thì đều có chung mẫu thức. Sau đó thì cô sẽ tiến hành là gì các em? Là đi thực hiện phép cộng trừ các tử và giữ nguyên mẫu. Được chưa? Rồi đó là hai cách mà cô sẽ trình bày. Và bây giờ cô sẽ tiến hành trình bày theo cách 1 trước nhé. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có này. Kể cả cách 1 hay là cách 2 thì để làm được bài này, các bạn sẽ cần nhớ được cho cô cái quy tắc đổi dấu như sau. Bây giờ giả sử cô có cái phân thức là trừ A chia B như thế này. Đó. Trừ A chia B, bây giờ các bạn sẽ xác định
Thế nhá, cô sẽ viết dấu, cái dấu trừ này giữa ở cái phần gạch ngang này. Thế thì bây giờ đây là dấu của phân tử này là dấu trừ. Còn tử thức A này thì mang dấu gì các em nhỉ? Dấu dương. B này cũng mang dấu gì? Dấu dương. Nhớ xác định ba cái yếu tố này nhá. A mang dấu dương, B mang dấu dương, còn dấu của phân thức này là dấu âm. Vậy bây giờ để đổi dấu cái phân thức này sao cho mà nó sẽ không thay đổi kết quả thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải đổi hai trong ba cái yếu tố, tức là đổi hai trong ba dấu của thằng, dấu của các thằng này. Đây. Tức là bây giờ cô sẽ được là bằng này. Nếu bây giờ cô muốn đổi dấu của cái phân thức này từ trừ sang dấu cộng, đúng không? Từ trừ sang dấu cộng, cộng thì chúng ta không cần ghi. Từ trừ sang cộng thì chúng ta sẽ phải đổi dấu thêm một thằng nữa, đó là thằng tử hoặc thằng mẫu. Đó. Giả sử bây giờ cô sẽ đổi thằng tử này nhá. Thì bây giờ dấu của phân thức này là dấu cộng, cô không cần viết này. Thế bây giờ tử này đang dương thì bây giờ phải thành âm. Còn B cô vẫn viết nguyên. Mẫu thì dấu của nó cô vẫn viết nguyên. Được chưa? Tiếp theo bây giờ này, cô muốn đổi dấu của thằng nào đây? Cô muốn đổi dấu của phân thức này và mẫu. Đó, nhớ là bao giờ cũng phải đổi hai trong ba yếu tố nhá. Bây giờ cô đổi dấu của phân thức và mẫu. Thì phân thức này đang âm, bây giờ thành dương, cô không cần viết này. Tử này cô vẫn viết nguyên là A. B này đang dương, bây giờ sẽ thành âm B. Đó, được chưa? Tiếp theo còn một cách nữa, đó là gì? Cô sẽ đi đổi dấu hai thằng nữa, nhưng mà hai cái yếu tố này chính là gì? Tử và mẫu, tức là cô đổi dấu cả tử và mẫu. Đó, thì cái dấu này vẫn phải viết gì? Viết nguyên. Đó, A này bây giờ sẽ phải thành trừ A, B sẽ thành trừ B. Đó, tức là mình cứ đổi dấu hai trong ba cái yếu tố. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái phân thức bằng cái phân thức đã cho. Đây chính là cái quy tắc đổi dấu, được chưa? Rồi bây giờ cô sẽ thực hiện cách 1. Đó, cái quy tắc này rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn, hay bị nhầm dấu nên cô nói rất là kỹ như thế nhá. Bây giờ cô sẽ viết lại cái phân thức này ra. X cộng 2 chia cho x trừ đi 1 trừ đi x trừ đi 9 chia cho 1 trừ x trừ đi x trừ đi 9 chia cho 1 trừ x. Rồi, bây giờ cô sẽ có được bằng. Trước hết, cô sẽ đi nhóm hai cái phân thức đầu tiên này vào. Sau đó thì cô sẽ đi thực hiện cái phép trừ. Vậy để thực hiện phép trừ ở đây thì cô sẽ có này. Là x cộng 2 chia cho x trừ 1. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy này, ở đây có 1 trừ x, nó không cùng mẫu, vậy chúng ta sẽ phải đưa về cùng mẫu. Thì bây giờ cô sẽ thực hiện cái quy tắc đổi dấu ở đây nhá. Ở đây chúng ta đang cần thành x trừ 1 đúng không? Mà ở đây có 1 trừ x, vậy chúng ta sẽ phải đổi dấu thằng mẫu này. Tức là đổi dấu của thằng mẫu này là sang dấu gì các em? Dấu trừ. Thế nhưng mà không thể nào mà đổi được mình mẫu này được, mà chúng ta sẽ phải đổi thêm một cái yếu tố nữa, đó là thằng tử này hoặc là thằng phân thức, dấu của phân thức, đúng không? Thế ở trong trường hợp này thì cô sẽ đổi dấu của phân thức và của mẫu nhá. Đó. Vậy đổi dấu của phân thức thì ở đây đang trừ sẽ thành cộng này. Tử vẫn giữ nguyên dấu này, x trừ 9. Còn mẫu bây giờ sẽ là thành x trừ đi 1. Đó. Cô đã vừa thực hiện cái thao tác đổi dấu của phân thức và đổi dấu của mẫu. Hai yếu tố, đúng không? Thì nó sẽ không làm thay đổi kết quả. Còn thằng số 3 này cô viết nguyên. Trừ đi x trừ 9 chia cho 1 trừ x. Đó. Bây giờ sẽ bằng này. Rồi cộng 2 anh này trước thì giữ nguyên mẫu và đi cộng tử. Đây. X cộng 2 cộng với x trừ đi 9. Giữ nguyên phân thức số 3 này. X trừ 9 chia cho 1 trừ x. Vậy bây giờ cô sẽ thu được bằng này. X cộng x là 2x. Dương 2 mà trừ đi 9 thì bằng bao nhiêu? Trừ 7. Chia cho x trừ đi 1. Rồi, đến đây bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Cô sẽ đi thực hiện phép trừ phân thức số 3 này. Thế bây giờ
chúng ta lại thấy ở đây phân thức này thì có mẫu là x trừ 1, phân thức này thì lại có mẫu là 1 trừ x. Vậy chúng ta lại cần đổi dấu của mẫu, đúng không? Đổi dấu của mẫu nhưng mà không thể nào mà đổi mình nó được, mà chúng ta phải đổi thêm một cái yếu tố nữa là tử, hoặc là đổi thêm một cái yếu tố nữa đó là dấu của phân thức. Thì ở đây cô sẽ chọn là đổi dấu của mẫu và dấu của phân thức. Thì ở đây sẽ thành dấu cộng này. Chưa? Tử cô viết nguyên là x trừ 9, chia cho mẫu bây giờ sẽ trở thành là x trừ 1. Đó, cô đã giảng chỗ này rất là kỹ rồi. Các bạn sẽ cần phải theo dõi chú ý cho cô nhé. Bằng, rồi, cộng hai phân thức cùng mẫu. Chúng ta sẽ cộng tử và giữ nguyên mẫu. Thì cô sẽ cộng tắt một chút nhá. 2x cộng x thì sẽ bằng 3x này. Trừ 7 mà trừ đi 9 thì sẽ bằng trừ 16. Chia cho x trừ đi 1. Rồi. Đó là cách số 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang cách số 2. Cách 2, cô lại viết lại đề bài ra này. X cộng 2 chia cho x trừ 1 này, trừ đi x trừ 9 chia cho 1 trừ x, trừ đi x trừ 9 chia cho 1 trừ x. Rồi, bằng. Đây. Cách số 2 này thì cô sẽ đi biến đổi một lần để sao cho tất cả các mẫu này giống nhau luôn. Đó, tức là cô sẽ đi sử dụng cái quy tắc là quy tắc đổi dấu ở đây. Bây giờ cô sẽ được bằng này. Ở đây cô sẽ đưa hai cái phân thức này về cùng mẫu, đó là x trừ 1. Đó, thì mẫu phân thức này cô vẫn biến nguyên. X cộng 2 chia x trừ 1 này. Rồi, ở đây cô sẽ đổi dấu mẫu và dấu của phân thức. Thì ở đây đang âm thành cộng, tử viết nguyên dấu. Mẫu bây giờ là trừ của 1 trừ x thì tức là x trừ đi 1. Đó. Tiếp tục, phân thức này cô cũng sẽ đổi dấu của phân thức và đổi dấu của mẫu. Thì ở đây sẽ là cộng. Đây, tử viết nguyên dấu là x trừ 9 và dưới mẫu phải đổi là x trừ 1. Vậy bây giờ ba phân thức này đều có cùng mẫu là bao nhiêu rồi các em? Là x trừ 1 rồi. Bây giờ cô chỉ việc cộng tử và giữ nguyên mẫu, đúng không? Đây, tử này, x cộng 2 cộng x trừ 9 cộng x trừ 9, tất cả chia cho mẫu, bây giờ là x trừ đi 1. Vậy chúng ta sẽ thu được kết quả bằng bao nhiêu? X cộng x là bằng 3x. 2 mà trừ đi 9 thì bằng trừ 7 này, trừ 7 trừ đi 9 thì bằng trừ 16, chia cho x trừ 1. À, vậy chúng ta sẽ thấy hai cách của chúng ta đều ra kết quả là 3x trừ 16 chia x trừ 1. Vậy tương tự như thế, các bạn hãy áp dụng cho cô cái quy tắc trừ hai phân thức này vào trong cái phần bài tập nhé. Bài tập số 1 của cô như sau, là các bạn hãy thực hiện các phép tính sau. Các phép trừ phân thức A, B, C như thế này. Vậy bây giờ cô sẽ tiến hành giải câu A trước nhé. Giải này. Đầu tiên là câu A. Câu A là 4x cộng với 5 này, tất cả chia cho 2x trừ đi 1, trừ đi 5 trừ 9x, chia cho mẫu đó là 2x trừ đi 1. À, đây là phép trừ hai phân thức, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ biến đổi nó thành phép cộng nhé. Bằng 4x cộng 5 này, chia cho mẫu là 2x trừ đi 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi làm sao? À, đi trừ đi phân thức này thì tức là cộng với phân thức đối của phân thức đó, đúng không? Tức là chúng ta sẽ cộng với phân thức đối của phân thức 5 trừ 9x chia 2x trừ 1. Đối của phân thức này thì tức là phân thức trừ của 5 trừ 9x. Đó, tất cả chia cho 2x trừ đi 1. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi cộng tử và giữ nguyên mẫu, vì hai phân thức này thì có cùng mẫu thức là 2x trừ 1. Vậy cô sẽ biến đổi được như sau. Bằng này. Rồi, 4x cộng 5 cộng với trừ thằng này thì cô sẽ được này, phá cái dấu ngoặc này thì trừ của
mở ngoặc 5 - 9x thì bây giờ sẽ thành 5 + 9x, đúng không? Chúng ta phải đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Tất cả chia cho 2x - 1. Vậy cô sẽ được kết quả bằng như sau: 4x + 9x thì bằng 13x, 5 - 5 = 0, vậy chia cho mẫu là 2x - 1. Đó là kết quả câu A. Tương tự các bạn sẽ làm cho cô câu B nhé. Tiếp theo là câu B. Câu B thì cô sẽ có này: 11x này tất cả chia cho 2x - 3, - x - 18 tất cả chia cho 3 - 2x bằng. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy này, ở đây 3 - 2x và ở đây mẫu là 2x - 3. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa được cái mẫu của phân thức số 2 này về cái mẫu giống như mẫu của phân thức số 1 bằng cái quy tắc, đó là quy tắc đổi dấu, đúng không nào? Vậy bây giờ cô sẽ đưa nhé: 11x này chia cho mẫu là 2x - 3. Rồi bây giờ cô sẽ đổi dấu của phân thức này, đó, đang trừ thành cộng, và đổi dấu mẫu của phân thức này, đó là gì? Trừ của 3 - 2x thì sẽ thành 2x - 3. Đó, và tử cô vẫn viết nguyên. Rồi bây giờ cô sẽ thu được bằng hai phân thức này, bây giờ cộng hai phân thức có cùng mẫu thì chúng ta sẽ đi cộng tử và giữ nguyên mẫu: 11x + x - 18 tất cả chia cho mẫu là bao nhiêu? 2x - 3. Vậy kết quả sẽ bằng 11x + x là 12x - 18 này chia cho mẫu là 2x - 3. Rồi đến đây thì chúng ta lại tiếp tục có thể biến đổi được, đó là các bạn sẽ làm gì? 12x - 18 thì chúng ta hoàn toàn có thể phân tích được đa thức này thành nhân tử, đúng không? Bằng cách là chúng ta sẽ đặt nhân tử chung ở đây là 6 ra ngoài. Đó, cô sẽ được là đặt 6 ra ngoài thì ở trong này sẽ còn 2x này, - 18, đặt 6 ra ngoài rồi thì còn 3 trong. Vậy ở đây sẽ còn 2x - 3 ở dưới mẫu. Rồi, cả tử và mẫu này có nhân tử chung tiếp tục là 2x - 3. Cô sẽ chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung thì cô sẽ được kết quả là bằng 6. Xong ý B. Tương tự các bạn sẽ làm cho cô ý C nhé. Câu C của chúng ta là phép trừ hai phân thức không cùng mẫu, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta trước hết các bạn sẽ biến đổi nó về phép cộng trước này. Bây giờ cô sẽ có là bằng này: 3 - 2x + 6 thì cô sẽ biến đổi, cô sẽ đặt nhân tử chung nhá. Ở đây thì thôi, bước 1 thì cô sẽ vẫn viết nguyên này: 2x + 6 này trừ đi phân thức này thì tức là gì? Cộng với phân thức đối của nó, đúng không? Cộng với phân thức đối của phân thức này. Thì ở đây bây giờ cô sẽ sử dụng quy tắc đổi dấu, và cô sẽ thấy ở đây dấu trừ thì sẽ thành cộng này. Tiếp theo là cô sẽ đổi dấu ở đây là tử nhá, sẽ là cộng - x - 6 chia cho mẫu viết nguyên là 2x² + 6x. Bây giờ cô sẽ thu được là bằng này: 3 chia cho mẫu này thì cô sẽ đi phân tích thành nhân tử, cô sẽ đặt được 2 ra ngoài, trong sẽ còn x + 3. Rồi, cộng với, ở đây thì cô sẽ làm sao? Cô sẽ đi viết nguyên tử nhá: x - 6 chia cho mẫu, bây giờ đặt nhân tử chung là 2x ra ngoài thì ở trong sẽ còn x + 3. Vậy đến đây cô sẽ đi xác định được mẫu thức chung cho hai phân thức này chính là 2x - x + 3. Vậy cô sẽ nhân cả tử và mẫu của phân thức này với nhân tử phụ của nó là x, đúng không? Thì cô sẽ được bằng này: 3 - x chia cho 2 - x + 3 - x cộng với, ở đây là trừ mấy nhỉ? Cô sẽ phá ngoặc nhá. Trừ đằng trước này thì sẽ phải đổi dấu này thành - x cộng với 6 chia cho mẫu là 2x - x + 3. Vậy đến đây chúng ta thấy đây là cộng hai phân thức có cùng mẫu, chúng ta cộng tử và giữ nguyên mẫu bằng này:
3x cộng với trừ x thì tức là trừ đi x này, cộng với 6 chia cho mẫu là 2x nhân x cộng 3. Kết quả sẽ được này, 3x trừ x thì bằng 2x cộng với 6 chia cho mẫu này 2x nhân với x cộng 3. Vậy đến đây chúng ta lại thấy này, các bạn có thể đặt được nhân tử chung ở trong tử đúng không? Là 2 ra ngoài. Thì ở trong sẽ có x cộng với 3. Chia cho ở đây mẫu là 2x nhân x cộng 3. Vậy đến đây chúng ta sẽ rút gọn cả tử và mẫu. Chia cả tử và mẫu cho 2 nhân x cộng 3. Vậy kết quả chúng ta chỉ còn là 1 chia cho x. Đó. Kết quả sẽ bằng 1 chia cho x nhé. Rồi. Rồi, đó là câu C của bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô bài số 2. Bài số 2 này thì chính là bài 31A trong sách giáo khoa trang 50. Vậy các bạn sẽ thực hiện cho cô phép như sau này. Chứng tỏ rằng hiệu sau bằng một phân thức có tử bằng 1. Đó, hiệu của chúng ta là 1 trên x trừ đi 1 chia cho x cộng 1. Vậy bây giờ cô sẽ đi tiến hành thực hiện phép trừ hai phân thức không cùng mẫu này nhé. Cô sẽ tiến hành giải bài này như sau. Đó, bây giờ ta có này, 1 chia cho x trừ đi 1 chia cho x cộng 1 sẽ bằng. Bây giờ cô sẽ thực hiện phép trừ hai phân thức này. Trước hết thì cô sẽ chuyển đổi nó về phép cộng trước này. 1 chia x mà trừ đi 1 chia x cộng 1 thì thực chất nó chính là cộng của cái phân thức đối của phân thức này, chính là trừ 1 chia cho x cộng 1, đúng không? Bây giờ cô sẽ tiến hành quy đồng mẫu hai phân thức này. Thì mẫu thức chung của chúng ta thấy ngay đó là x nhân với x cộng 1. Vậy nhân tử phụ của phân thức này sẽ là x cộng 1. Nhân tử phụ của phân thức này sẽ là x, đúng không? Bây giờ cô sẽ đi nhân cả tử và mẫu của các phân thức này với nhân tử phụ tương ứng. Đây sẽ là 1 nhân với x cộng 1 này, chia cho x nhân x cộng 1. Cộng với phân thức thứ hai là trừ 1 nhân với, ở đây cô sẽ nhân cả tử và mẫu của phân thức này với nhân tử phụ là x, chia cho x cộng 1 nhân với x. Vậy cô sẽ được bằng này. Rồi ở đây chính là x cộng 1, đúng không? Chia cho mẫu là x nhân x cộng 1. Rồi, cộng với ở đây trừ 1 nhân x thì sẽ bằng trừ x. Chia cho mẫu là x nhân x trừ 1. Vậy kết quả chúng ta sẽ thu được bằng cộng tử và giữ nguyên mẫu này, vì hai phân thức này có cùng mẫu, đúng không? Vậy cô sẽ được là x cộng 1 cộng với trừ x, chia cho mẫu là x nhân với x cộng 1 này. Thì sẽ ra kết quả bằng x cộng với trừ x thì sẽ bằng 0 này. Vậy trên tử sẽ còn 1. Vậy dưới mẫu sẽ là x nhân với x cộng 1. Rồi, đến đây thì chúng ta đã thấy ngay rằng là gì? Phép trừ của, hay nói cách khác là hiệu của cái phép trừ này. Đó, thì sẽ có tử là gì? Số 1. Đó, và đây chính là điều phải chứng tỏ. Đúng không nào? Rồi, đó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy này, qua bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ cần nhớ được cho cô những kiến thức gì. Thì chúng ta sẽ sang phần tổng hợp nhé. Vậy qua bài ngày hôm nay, phép trừ các phân thức đại số thì chúng ta sẽ cần nhớ được cho cô những cái kiến thức gì. Vậy kiến thức đầu tiên, chúng ta sẽ phải nhớ cho cô xem hai phân thức như thế nào được gọi là hai phân thức đối. Chúng ta sẽ dễ dàng trả lời được ngay. Hai phân thức đối là hai phân thức mà có tổng bằng bao nhiêu? Bằng 0, đúng không nào? Cô lấy ví dụ là phân thức A trên B và phân thức trừ A trên B thì có tổng bằng 0. Vậy hai phân thức A trên B và trừ A trên B được gọi là hai phân thức đối nhau. Chưa? Tiếp theo là kiến thức cần nhớ thứ hai là quy tắc đổi dấu. Đó, cái quy tắc này rất quan trọng và nó sẽ áp dụng ở trong cái bài phép trừ phân thức này rất là nhiều, đúng không? Đó, vừa rồi thì các bạn đã thấy là gần như là bài tập nào cô cũng cần phải áp dụng cái quy tắc đổi dấu này rồi, đúng không nào? Đó, tức là gì? Trừ của phân thức A trên B thì sẽ bằng trừ A trên B và bằng trừ
và bằng A trên trừ B. Chưa? Và thứ ba là quy tắc trừ 2 phân thức. Thì chúng ta sẽ thấy là quy tắc trừ 2 phân thức thì nó cũng sẽ gần giống như quy tắc cộng, đúng không? Trừ 2 phân thức A trên B cho phân thức C trên D thì sẽ bằng phân thức A trên B cộng với phân thức đối của phân thức C trên D thì là trừ C trên D, đúng chưa? Đây chính là toàn bộ những cái kiến thức cần nhớ ở trong bài ngày hôm nay. Về nhà thì các bạn sẽ làm cho cô thêm các bài tập trong sách giáo khoa và trong sách bài tập nhé. Bây giờ thì cô phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong các bài học lần sau nhé. Xin chào tất cả các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.